Bài thử đầu tiên với cái hệ thống camera 360 này, chúng tôi sẽ đi thử zig zag với chả nhìn thấy gì cả. Xin chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng tôi lại bịt kín xung quanh xe, không thể nhìn ra ngoài được. Để làm gì chắc các bạn đã đoán ra rồi, để test một cái hệ thống cam 360 đến từ công ty Thiên Minh, có tên gọi là Safe View 3D LD900, để xem nó hiệu quả như thế nào. Nó gồm 4 camera như thông thường, một trước, một sau và 2 chiếc camera dưới gương cho hai bên. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ test bài gì chắc các bạn sẽ rất tò mò phải không? Lên xe, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Khi mà bước vào xe, bấm nút đề nổ thì các bạn sẽ thấy là cái camera này nó hiện ngay toàn cảnh 360 3D để quan sát tất cả những cái khu vực xung quanh, chướng ngại vật, ví dụ như có trẻ nhỏ hay là có những cái xô, những cái thùng hay là bất kể một cái gì, xe nhỏ nhỏ chẳng hạn, thì các bạn có thể biết được làm sao để các bạn tránh một cách an toàn nhất. Vào trong xe thì các bạn sẽ thấy là cái điều khiển cái camera 360 này nó sẽ là một cái núm xoay ở đây, nhìn rất giống thiết kế của những chiếc xe đến từ châu Âu hay là những chiếc xe Mazda mà tôi đang sử dụng. Thì cái núm xoay này nó rất hay ở chỗ là nó không cần phải khoan đục, nó cũng không cần dây dợ gì cả, mà nó sử dụng Bluetooth, công nghệ kết nối không dây, và nó chỉ cần dính vào bất kể chỗ nào bạn thích, chỗ này, chỗ này, chỗ này, chỗ này, bất kể chỗ nào. Và nó sử dụng một cái pin rất lâu, vài năm mới hết, cho nên các bạn sẽ không cần phải lăn tăn về cái điều khiển này. Rất nhạy, và muốn kích hoạt camera 360 thì việc đơn giản nhất như chúng ta vẫn hay làm là vào số lùi. Đó, vào số lùi rồi, vào số tiến thì nó sẽ giữ nguyên nếu như các bạn đang hiện cái màn hình camera 360. Còn nếu không thì các bạn sẽ kích hoạt bằng một cách rất đơn giản là ấn vào nút, dù bất kể ở số tiến, số lùi hay số P, ấn là camera sẽ tự động mở ra. Và ở cái camera 360 này nó có rất nhiều những cái tính năng hay, đó chính là cực kỳ nhiều góc view. Ví dụ như thế này, đây là góc view đầu tiên của tôi. Góc view đầu tiên nó sẽ bao gồm hai góc, một góc là từ trên xuống như thường lệ 360 toàn cảnh, một góc là nhìn phía đằng trước. Nếu như tôi đi tiến, tôi sẽ vặn thêm một lần, đó nó sẽ là toàn cảnh từ phía trên đầu xe. Thêm một lần nữa là góc 180, nhìn rộng mênh mông ở phía đằng trước, nhìn gần như là ngang. Nếu như các bạn đi từ trong ngõ đi ra mà đầu xe ra trước mà mặt các bạn vẫn chưa ra, thân xe chưa ra thì sẽ rất là nguy hiểm. Thì cái này cực kỳ hay, nó như kiểu con BMW 7 series ngày xưa ấy, là có hai cái camera ngay phía trước. Thì cái này nó như thế, hiếm cái xe nào có được như thế này. Đây là những cái góc nhìn mà sát ở bên phía phần bánh, đây, bánh trái, bánh phải, và góc nhìn từ phía trên xuống cho cả bốn bánh, có nghĩa là quan sát rất là sát sàn sạt xem bốn bánh của các bạn đã va bên trái và bên phải hay chưa. Đó, đây là góc tiến phía trước và có một cái đường chỉ màu đỏ để xác định khoảng cách an toàn, có nghĩa là đến tầm đỏ này là các bạn có thể dừng được rồi, đừng cố tiến không là sẽ lao vào tường hoặc lao vào các xe khác. Còn nếu như bạn muốn tiến xít thì xịt cũng được, các bạn có, hoàn toàn có thể quan sát ở ngay đây. Tôi nghĩ là tầm 1 cm hoàn toàn có thể thực hiện được. Các bạn tiếp, đằng sau tương tự cũng có những cái camera nhìn từ trên xuống cho góc đuôi xe và góc 180 độ cho phần đuôi xe. Đó, rất nhiều. Và đây là sang cái giao diện của phần tinh chỉnh setting rồi. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể ấn thêm một nút lần nữa, chúng ta sẽ có một cái xe giả lập 3D. Đó, rất là tuyệt vời, giống như những chiếc xe đời mới nhất của BMW hay là của Lamborghini hay là của những cái xe rất đắt tiền thì đây đã có. Và đặc biệt hơn nhé, là cái xe này của tôi là xe CX-5. Tôi có thể cài đặt cái mô hình của chiếc xe chính là xe CX-5. Nếu các bạn xe gì thì các bạn có thể cài đặt chính xe đấy, màu sơn đấy của các bạn, biển số xe của các bạn luôn, chính xác từng ly từng tí một, nó sẽ hay hơn rất nhiều. Và các bạn hãy nhìn tôi biểu diễn cho bạn xem, đây mình quay, mình sẽ quan sát được là
toàn cảnh xung quanh của mình nó như thế nào. Đó, sống động chưa? Rất sống động luôn. Đằng trước, đằng sau, trái phải như thế nào. Đó, quá an toàn còn gì nữa. Sẽ ấn thêm một lần nữa, các bạn sẽ nhìn thấy từ trên nhìn xuống. Ấn thêm một lần nữa thì nó sẽ quay trở lại những cái góc view như lúc nãy. Đây là một cái hệ thống camera 360 có thể nói là nhiều góc view nhất, để các bạn có thể thực hiện những cái bài đi nó thực sự là chính xác đến từng vài cm. Và ngay bây giờ, không để các bạn đợi lâu, tôi sẽ thử thực hiện một vài bài, một vài đường đơn giản để xem cái cam 360 này nó có hỗ trợ tôi tốt hay không. Rồi, bây giờ bài thử đầu tiên với cái hệ thống camera 360 này, chúng tôi sẽ đi thử zig zag với chả nhìn thấy gì cả. Tôi sẽ như thế nào nha, bây giờ tôi sẽ nhìn màn hình, bạn thấy không? Đó, tôi đang quan sát thấy có một cái cọc tiêu ở phía trước. Đấy, bây giờ tôi sẽ đánh sang. Đó, và cái này nó hay ở cái chỗ là khi mà bạn đánh lái sang đến đâu thì cái camera nó sẽ liếc sang đến đấy. Ồ, hay chưa? Như thế thì nó sẽ an toàn. Các bạn có thể thấy là tôi đi với tốc độ cũng không chậm đâu. Đó, tôi chỉ nhìn camera thôi. Tất nhiên là ai mà không quen thì nhìn thế này là cũng chóng mặt đấy, bởi vì xe nó di chuyển. Nhưng mà để cho các bạn thấy là độ nét, độ nhạy và độ chính xác của camera nó như thế nào thì tôi đã buộc phải làm như thế này để cho các bạn thấy. Tôi đi zig zag một cách rất an toàn, đơn giản. Đó, và bây giờ tôi đã hoàn thành cái bài zig zag, không đâm vào bất kể một cọc nào với cái camera 360 này. Đó, đấy là mà tôi mới chỉ nhìn một góc view thôi, vì bài này với tôi nó khá dễ. Nếu như các bạn thích thì sẽ chỉnh sang góc view khác. Và bây giờ chúng ta sẽ thử một bài khác xem như thế nào. Và bây giờ sẽ là một cái bài test khó hơn rất nhiều. Và đây có lẽ là cái tình huống mà tôi nghĩ là khó nhất trong tất cả những cái bài test mà chúng ta sẽ phải test với một cái camera 360 độ. Và nó sẽ vận dụng hết tất cả những cái khả năng cũng như là tính năng của chiếc xe này, của cái camera này. Đây, bây giờ tôi sẽ ấn nút và bật. Và tôi sẽ vào số D. Đó, vào số D thì nó sẽ chuyển cái camera về đằng trước luôn. Và bây giờ tôi sẽ đi vào một con đường ngoằn nghèo rất nhỏ, chỉ vừa khít cái thân xe này thôi, làm sao để không va vào tường, thử xem nhá. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây là hai cái cọc ở hai bên. Đấy, nhìn thấy vết bánh xe lăn đến luôn, chính là cái đường chỉ vàng này. Bây giờ tôi muốn nhìn rõ hơn thì tôi sẽ xoay cái núm này. Đó, nếu mà nhìn từ góc phía trên xuống thì chúng ta có thể thấy là cái đầu xe nó đang cách cái cọc đâu đó khoảng tầm 15-20 phân. Nếu mà bạn chưa yên tâm với cái góc nhìn này thì các bạn có thể xoay thêm. Đây, đây là góc 180 như lúc nãy tôi đã giới thiệu. Nhìn rất rộng toàn cảnh hai bên. Nhưng tôi vẫn chưa ưng. Đây, tôi sẽ ưng cái góc này chẳng hạn. Tôi nhìn thấy cái bánh bên trái của tôi, bánh bên trái phía trước của tôi đang hơi chẹt vào cái cọc này. Nếu như tôi đi thẳng, tôi sẽ đánh lái sang bên trái một chút. Đó, các bạn thấy không? Bây giờ tôi sẽ đi sát phần sàn cái cọc này cho các bạn xem. Đó. Đấy. Cái cọc này nó chạm vào cái đường chỉ vàng là các bạn sẽ không đi vào cái khoảng cách rất gần thôi. Đây, hiện tại thì tôi đã đi được vào cái cọc này rồi. Nếu như các bạn muốn quan sát rõ hơn, các bạn có thể vặn thêm. Đó, bây giờ nhìn thấy cả hai bên luôn, rất rõ luôn. Bây giờ tôi sẽ đi tiếp.
để muốn xem được bánh sau liệu có chạm không thì các bạn vặn thêm một lần nữa. Các bạn sẽ nhìn thấy được cả bốn bánh, đây là hai bánh trước, đây là hai bánh sau. Tất nhiên đầu xuôi thì đuôi sẽ lọt, nhưng lát nữa khi mà chúng ta rẽ thì chúng ta sẽ phải cần nhìn đấy. Rồi, bây giờ tôi sẽ tiếp tục tiến. Hiện tại cái cọc nó vẫn đang khá là thẳng nên tôi sẽ đi tương đối dễ. Đó, đã qua rồi. Và bây giờ các bạn hãy nhìn sang cái góc top view, có nghĩa là góc view từ trên cao view xuống, sẽ thấy là con đường nó đã rẽ trái rồi. Nếu bây giờ đi vào ngõ mà nó rẽ trái thì sẽ mệt đấy. Cái con ngõ này quá nhỏ, tôi sẽ đánh lái sang. Đó, hiện tại tôi vẫn chưa chạm. Rất chuẩn, rất chuẩn. Đây, nếu như ở góc này thì các bạn sẽ thấy có một cái cọc ở ngay đầu xe bên phải. Tôi sẽ vặn ra. À, bên trái chúng ta đã thoát rồi. Bên phải chúng ta có một cái cọc ở đây. Đó. Đó. Cho nên là tôi sẽ hơi lùi lại một chút. Hơi lùi lại một chút. Đấy. Được một chút thôi. Rồi, nếu không tôi sẽ đâm vào cái cọc này. Tôi sẽ tiến. Đây, chúng ta có một cái cọc ở đằng trước đây. Tôi sẽ chỉnh sang cái góc này. Bên phải. Đó. Tôi ưu tiên hai bánh hơn. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, đã qua được rồi. Không có camera kiểu này thì chịu. Rồi, tôi lại tiếp tục rẽ. Đó, tôi sẽ bám sang bên trái một chút. Sao cho hai cái vạch vàng này nó chạm vào cọc hoặc là bên chốc cọc là đủ. Qua. Wow. Rất phức tạp. Thực sự là phức tạp. Tôi sẽ bám sát cọc. Đó. Đúng thật là công nghệ ngày nay càng ngày càng giúp chúng ta lái xe một cách tiện hơn. Mặc dù bịt kín nhưng mà tôi vẫn có thể đi vào một cái con ngõ rất là hẹp, với cái khoảng cách nó chỉ gần như là mỗi bên khoảng 5-7cm cách bánh xe thôi, mà tôi vẫn có thể đi qua được. Thì việc khi mà chúng ta gỡ tất cả những cái tấm tre này ra thì nó sẽ dễ dàng như thế nào với cái camera này? Việc khó như thế này còn làm được thì những việc còn lại dễ dàng thì có thể qua một cách đơn giản. Đó, bây giờ tôi đã qua rồi. Quá khó mà tôi còn qua được. Ví dụ như bây giờ bạn muốn dừng ở chỗ vỉa hè chẳng hạn. Rất nhiều trường hợp dừng ở vỉa hè là không biết, ồ tôi đã đỗ sát vỉa hè chưa, hay là xa vỉa hè quá. Xa quá thì sợ xe khác va vào và nó cũng không đẹp. Mà sát quá thì thường hay bị cạ vành, cạ lốp vào trong vỉa hè thì rất dễ hỏng vành. Cạ lốp thì còn đỡ, chứ cạ vành vào thì cũng mệt mỏi. Đây, tôi sẽ bật cái tính năng này. Ví dụ như tôi bây giờ tôi muốn đỗ sát bên lề bên trái chẳng hạn. Đó, tôi sẽ đánh sát vào đây cho các bạn xem. Tôi sẽ đánh sát từng cm luôn. Sát sẵn sạt vào luôn. Sát một cách kinh ngạc luôn. Đó, không ai có thể tin được là tôi lại có thể đỗ sát vỉa hè như thế này. Đây, chúng ta có một cái vạch vàng an toàn ở đây. Đó. Rồi, bây giờ tôi đã đỗ quá sát vỉa hè rồi. Rất đơn giản. Còn nếu như mà các bạn đi tiến chẳng hạn, các bạn đi tiến thì chúng ta có một cái vạch đỏ ở đây. Cái vạch đỏ này thì nó là một cái vạch cảnh báo, cái điểm giới hạn để chúng ta không bị va chạm vào xe phía trước. Ví dụ tôi đi tiến đây, tôi muốn đỗ gần khu vực phía trước đây, tôi sẽ chỉ dừng ở vạch đỏ thôi, là khả năng nó vừa vặn và an toàn. Tất nhiên nếu như bạn muốn đỗ sát vào thì hoàn toàn vẫn có thể đỗ được nhờ cái camera này, và có thể chỉnh các góc khác. Đó, góc trên nhìn xuống
các góc rộng như thế này. Rất hay luôn. Ở trên cái cam 360 này nó còn một cái rất là thông minh, có nghĩa là khi mà chúng ta đánh lái chẳng hạn, cam nó sẽ liếc hình theo. Đó, nhìn thấy không? Đánh sang trái thì camera nó sẽ liếc sang trái để các bạn quan sát rõ hơn, đánh sang phải nó sẽ liếc sang phải. Quan sát rất là rõ ràng. Và thông thường tôi để ý những cái cam 360 ấy, thì cái độ phân giải của camera nó chỉ ở cái mức là hữu dụng thôi. Ví dụ như cái xe trước đây tôi có sử dụng là cái xe X-Trail thì có cam 360, nhưng mà về cái độ nét thì nó không thể nét được như cái cam này. Cái cam mà 360 nét nhất hiện tại tôi sử dụng và tôi biết là cam trên những chiếc xe mèo. Còn cái cam này nó cũng tiệm cận gần đến, nó hiển thị được chế độ HD hay AHD, có thể nói là rất nét so với mặt bằng cam 360 hiện đang bán trên thị trường. Nhìn rất rõ ràng luôn. Và khi mà vào trời tối âm u ấy thì nó vẫn rất là sáng sủa, nó không bị quá nhiễu. Đây là một cái điểm cộng cho hệ thống camera này. Thêm một tính năng bổ sung cho cái cam 360 này nữa cũng rất là hay, đó là khi mà bạn dừng xe vào bãi hay là gửi xe chẳng hạn, bạn xuống xe bạn tắt máy thì cái camera này nó sẽ ghi lại toàn cảnh xung quanh để tránh người va quệt này, mình còn biết là ai rồi mất cắp gương các thứ vân vân và vân vân. Và bạn hoàn toàn có thể cài đặt được cái khoảng thời gian mà cái camera này ghi lại, 1 tiếng, 2 tiếng, 4 tiếng hay 8 tiếng. Hoặc bạn cũng có thể cài đặt là cái dung lượng của bình ắc quy khi mà nó sụt đến mức nào thì nó sẽ tự động nó tắt. Ví dụ như tôi cài đến khoảng 12V hoặc là 11.5V thì cái bình ắc quy nó chỉ đủ để chúng ta đề rồi bật đèn các thứ thôi, thì cái camera này nó sẽ tự động tắt. Đây là một tính năng rất thông minh mà tôi nghĩ rằng ở Việt Nam cần có, bởi vì nhiều khi đang gửi xe xong đi ra ngoài, ô tự nhiên không hiểu làm sao mà mất gương ấy, ô không hiểu làm sao mà tự nhiên có cái vết xước to thế này, thì chúng ta biết chắc thủ phạm là ai, bởi vì nó quay được toàn cảnh, quay được biển số xe, quay được mặt, tật không thiếu gì. Vâng, và bây giờ tôi sẽ cử một đồng nghiệp của tôi chưa bao giờ sử dụng cái cam 360 thử chạy lần đầu tiên và cho anh ta vào những cái cung đường thật xem nó như thế nào. Và đây là một tình huống chúng ta rất thường gặp đi siêu thị cuối tuần, xung quanh là ngập tràn xe. Nếu như bây giờ chúng ta vào số lùi sẽ có thể quan sát được để xem có xe nào có tiến đến hay không. Thử nha. Một góc nhìn chỉ khoảng 120 độ thôi. Với góc này thì chúng ta không thể thấy được góc nhìn bao quát. Giải pháp là đây. Đó, một góc nhìn 180 độ. Các bạn thấy không? Nếu như không nhìn thấy chiếc xe chờ tới, không nhìn thấy ở ngoài xa kia ở góc 180 độ thì ví dụ chúng ta lùi thì có phải thế là bị chạm không? Một góc nhìn 180 độ như thế này nó rất tiện khi mà người lái bị khuất tầm nhìn ở hai xe ở hai bên. Một tính năng rất hay ý chứ. Vừa rồi chúng ta đã trải nghiệm hệ thống camera 180 độ khi lùi xe và khuất tầm nhìn. Vậy khi tiến thì sao? Chúng ta cũng dùng bánh xe để chuyển sang chế độ nhìn 180 độ khi đi thẳng ở trước đầu xe. Thử xem nhá. Đó, tôi đang nhìn thấy những cái góc nhìn mà ngồi ở ghế lái nhìn bằng mắt thường sẽ bị vướng. Ai già đấy, trời ơi. Nếu mà không có chiếc cam 180 độ này thì chúng ta không quan sát được ở phía trên này. Và cái việc chuyển chế độ hiển thị như vậy có thể rất dễ dàng bằng chiếc núm xoay này. Đó, các bạn thấy không? Căn lề cũng rất dễ này. Công nghệ bây giờ tiện thật. Vâng, vừa chúng ta đã trải nghiệm cái tính năng camera 180 độ ở ngoài trời. Còn với điều kiện ánh sáng yếu ở dưới hầm xe thì sao? Như các bạn có thể thấy đây, vẫn rất nét. Và ở trong hầm, cái điều đặc trưng của những cái hầm để xe là có rất nhiều cột. Bây giờ chúng ta thử vào số lùi và chỉnh sang cam 180 độ. Bây giờ thử lùi xem. À đấy, thấy chưa? Chiếc camera này, bây giờ tôi mới thấy gương nhá. Camera thấy trước gương này rất nhiều. Cái góc nhìn 180 độ nó tiện như thế đấy các bạn ạ. Trong một cái điểm dưới hầm xe có nhiều cột, nhiều góc mù và cái ánh sáng yếu như vậy, camera của Thiên Minh đang phân phối này vẫn cho góc nhìn tương đối ổn và cái độ sáng thì tuyệt vời luôn. Khi mà các bạn gặp cái tình huống là đi vào chỗ quá đông người như thế này và cần phải căn độ chính xác
thì các bạn chỉ cần ấn vào nút tam giác hai lần, hay còn gọi nút Haza. Đó là màn hình nó sẽ hiện thứ nhất là toàn cảnh từ trên nhìn xuống, thứ hai là căn sát lề giữa bánh xe bên trái phía trước và bánh xe bên phải phía trước. Thì các bạn có lách vào một cái khu vực quá đông, mỗi bên chỉ 3 cm thôi, các bạn cũng có thể lách được, rất đơn giản, như tôi đã từng làm ở bài test lúc nãy. Rồi, như vậy là qua những cái bài test vừa rồi, các bạn đã hình dung ra là cái hệ thống cam 360 Safe View 3D LD 900 nó ưu việt đến như thế nào rồi. Với bản thân tôi thì có hơi quay quay một chút vì bịt kín, nhưng may chưa chớ. Thì đó, tất cả những cái tình huống khó khăn nhất, hẹp nhất và cần phải gọi là sai số từng cm một, thì cái hệ thống cam 360 này nó sẽ hỗ trợ cho người lái rất rất nhiều. Và đảm bảo những ai mà thường xuyên phải đi vào những cái con ngõ hẹp mà thực sự là khó ấy, thì có cái hệ thống camera này các bạn sẽ không va chạm một chút nào cả. Các bạn thấy hệ thống camera này nó có tốt hay không? Nhớ comment ở phía dưới để chúng ta cùng trao đổi. Đừng quên subscribe kênh YouTube của chúng tôi và bấm vào nút chuông. Còn bây giờ xin chào tạm biệt. Tôi sẽ bịt kín như thế này, tôi đi về nhà đây. Xin chào. Camera 360 Safe View 3D LD 900 với các mắt camera trước thiết kế OEM, full set cho một số model xe của Mazda, Honda, Toyota. Đặc biệt tại Thiên Minh Auto Safety còn phân phối model camera 360 Safe View 3D Lux thiết kế OEM dành riêng cho các dòng xe sang, bao gồm Mercedes-Benz, Lexus, BMW, Audi. Ngoài các tính năng như sản phẩm camera 360 model LD900, camera 360 Safe View 3D Lux còn có các tính năng ưu việt nổi bật nhất hiện nay: không cần bộ chuyển đổi hình ảnh interface rời, đường dẫn hướng thiết kế theo chuẩn của các hãng Mercedes-Benz, BMW và Audi, thiết kế hoàn toàn cắm jack plug and play theo màn hình zin của xe, tự động hiển thị camera 360 khi cảm biến phát hiện vật cản phía trước hoặc sau xe. Camera 360 duy nhất sử dụng đường tín hiệu hình ảnh HDMI giúp hiển thị chất lượng hình ảnh Full HD, thao tác chuyển đổi góc hình camera trực tiếp trên núm xoay touchpad nguyên bản theo xe, hiển thị cửa xe mở trên mô phỏng 3D, cài đặt hiển thị camera 360 theo vận tốc.